Lan xin chào cả nhà nha. Sáng nay Lan đi lên Balaghat chơi nha. Sáng nay Lan đi theo anh Lim đi lên Balaghat chơi. Anh Lim có công chuyện trên trận nên Lan đi theo anh Lim đi chơi. Không biết anh dắt đi chỗ nào đây. Rồi bây giờ đây có thằng cháu nội đi nữa nè bà con người. Bữa nay chở mà lò đi chơi nha. Thì Lan đi coi có chỗ nào có mà lá mùa thu đâu không dòm coi ngồi thấy thương không. Giống hình như đứa nít ngồi trong ghế trẻ em đó bà con. Rồi anh Liêm hello cả nhà đây anh Liêm. Hello chào cả nhà. Bữa nay mời cả nhà đi ba la la. Anh Liêm có công chuyện nha. Bữa nay anh Liêm có công chuyện đi. Công ty nhờ đi làm cái gì đây? Của công ty anh Liêm. Nhờ anh Liêm đi lên trên trển giúp giùm cái chuyện gì đó. Rồi anh Liêm đang chạy khi quay nha bà con. Ở đây giờ hiện tại nó cho chạy 100 cây số một giờ ở đây. Đây chạy ngang DFO nha bà con. Chỗ này là bán ở trong đó giống như cái mo trong như shopping. Ở đây nó có được cái một phi trường ở Avalon đấy nha bà con. Ở Melbourne mình có ba phi trường nha. Một cái là ở Tampa Marine là lớn nhất của Melbourne nha. Còn cái ở Amazon là cái nhỏ thôi. Cái trong Ramalin là quốc tế. Còn cái Essendon Airport là dành cho tụi nhà giàu. Nó đi nó xuống máy bay đồ đó đó. Bà con ơi cái chỗ bán à, cây kiển đồ này kia đó bà con ơi mai lồ nồi chung với ba nội mày trước rồi thấy ngồi sao chuyện nhịp quá là ngẫm ra trước nhồi rồi nè mai lồ hello bà con đấy con hello ồ cưng lắm á hứa cho đi chơi mà không cho đi là giận á bà con mình mà trốn mình mà trốn đi là về nhà cắn đồ phá vậy tức lắm á phải không có mai lồ không mày lồ tức lắm phải không hứa cho đi mà không cho đi là giận đó bà con ơi mày lồ biết giận á cưng quá đi cưng quá bà con ơi ở đây cũng có bạch nồ ăn xa xa là có mấy chục cây đập nước
bển hồi dắt nó qua mấy anh kia chứ. Ờ đúng rồi, chạy vô chó dắt nhiều lắm cỏ. Lắm cỏ bên kia đó. Đọc đi, cứ đọc đi. Dê đít vô. Anh Liêm dắt chó đi bộ rồi nha, Lan đi vô mua bạch ngò ăn. Mời cả nhà đi theo Lan nha. Có đồ ăn đủ hết nha. Ở trong này bán đủ đồ ăn rồi con ơi. Ngon quá nè. Ồ có steam, dim steam. No, can I buy one the hot sausage? Yes, please. Ở trên này, ở đây steam, dim steam. Có cà phê rồi nha bà con. Cái này cũng bự. Bên kia thì bạch mà nồ. Ở đây đang trả tiền, đang mua rồi, đang đi ra nha. Anh Liêm nói ăn bạch nồi rốt cuộc không, rốt cuộc không có ăn bạch nồi nha. Lan mua hot dog với bánh hamburger đó, trong này nó có bán đủ đồ ăn đó, kẹo bánh đồ đủ hết nha bà con. Rồi Lan đi ra ngoài để đi kiếm anh Liêm coi ảnh đâu rồi. Ảnh dắt con chó đi bộ cho nó đi toilet, nó đi tiểu rồi rồi. Yeah. Hai ông cháu đằng kia kìa. Hai ông cháu kìa lên xe ngồi ăn đi. Ôi ôi chúng à. Lan mua một cọng xúc xích cay nha, chung với một cái ham với chi. Đó mà có gì cũng có 10 đồng rưỡi, không đâu có mắc đâu. Mua cái xúc xích cay cho anh Liêm ăn. Lan ăn cái bánh mì sandwich mà chắc ăn phân nửa à, không hết à. Ờ à, chút gót. Ông có đem đồ mưa, đồ đựng nước cho Mai Lồ nữa. Nè em với anh ăn phân nửa bánh đi, với anh ăn nửa cái xúc xích đi. Đây à, bẻ cho em miếng này. Chạy hia đi. Đó, ngồi đây ăn đi, đây anh đưa cho bẻ phần nửa xúc xích cho em ơi. Nè, chút rồi, cút thôi, bẻ anh cút thôi. Rồi anh để xúc xích vô anh nè. Cho tôi cục nhỏ rồi, này của anh đi. Mình đồ ăn không anh? Lan với Mai Lồ. Đây. Để này vô ăn. Hay hay. Mời cả nhà. Được đó gì nè. Thử kìa. Ừ, em làm nội cho. Nè. Nhắm. Ừ. Nội để vô cái chén của con nha nè. Ừ. Nè. Đây ta, đó. Ăn đây con nè. Mày lâu. Sao mất? Cho mấy lô ăn đó. 40 cây nữa. Còn 40 cây nó tới chỗ anh Liêm nha. Ủa ngon quá bánh. Bà nội bánh mì với chi non quá à, bà nội với hem nữa. Nè, trời ơi nhắm nhắm. Cái cục chi này mày ăn mày lên nửa ký lô đó. Nhường cho mày ăn đó, không thôi tao mập. Nè. Mập ngon quá nè. Dễ rồi ơi. Chỗ ông ta ăn ông nội nói thấy ghê quá. Chỗ ông ta ăn. Ông nội đem đồ cho uống nước nữa, trời cưng quá à. Để định đi. Đó. Trời. Giờ tới bà nội nha. Đó, mời cái nhà. Không có cay gì mấy ăn không? Đem nước quy nè, rồi nước đá lạnh theo nè, rồi cà phê sữa đá đi. Đủ đồ nghề hết nha bà con. Ăn uống no nê bây giờ bắt đầu chạy đi nha bà con. Anh Liêm chạy ra freeway tiếp tục. Ở chỗ đó, trong đó là chỗ đi coi ta lấy vàng hồi xưa đó bà con. Chắc ba lần đó. Vàng vậy hả? Sàn vàng ở trong chợ. Sàn vàng á thì trong chợ. Còn
con vợ khu du lịch đó nha. Cây xăng Liêm đi sửa cái hồ bơi cho người ta đây nè. Đây này cũng Balagat mà qua khỏi chợ nha bà con. Lan với Milo đang ngồi về xe đợi anh Liêm nha. Đợi anh Liêm ổng làm chút xíu công chuyện rồi đi về. Milo à, chút xíu nữa Lan đi qua bên cái vườn bông á, của cái vườn Balagat này nè bà con. Lan coi về bông, cái vườn bông nó đẹp lắm, cũng rất là nổi tiếng nha. Hồi năm rồi Lan với anh dâu Lan lái xe lên đây cũng 120 mấy cây nè. Gần bên đây nè, chút xíu nó lan qua bên bển coi và quay phim. Rồi đó, hai bà cháu ngồi đây nè, đợi ông nội chút xíu nữa. Hai bà cháu ngồi đây đợi anh Liêm ăn xoài khô. Mời cả nhà ăn xoài khô nha. Một bọc này là 4 đồng 20 sen bà con. Bọc xoài này khoảng 70 ngàn. Mời cả nhà xoài khô. Không biết ở đâu làm. Thái Lan bà con, bắt đến Thái Lan. Ngon, chua chua ngọt ngon. 125 gram cũng nhiều lắm nha bà con. Người ta phơi cũng mấy trái vô đây nè. Mà có 4 đồng 2 cũng đâu mắc đâu. Rồi, anh Liêm làm rồi. Rồi bây giờ Lan đi về. Rồi thôi, gia đình Lan đi về nha. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà sáng giờ coi phim gia đình Lan đi trên Balagat nha. Bye bye bà con, hẹn lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm. Bye bye Đinh Liêm, chạy xe về. Bye cả nhà, chào bye cả bye. Nhà. Bye bye. Bye, mà lỗ nó đang ngáp kìa. Trời ơi, mà lỗ đang ngáp. Bấm CBS kìa. Bye bye bà con, bye bye.